Cô xin chào tất cả các bạn học sinh đang theo dõi buổi học trực tuyến khối lớp 1. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học môn tiếng Việt, chủ đề 2, bé và bà, bài 4, e hoa, e in thương, e hoa, e in thương. Các em sẵn sàng chưa nào? Ta bắt đầu nhé! Bây giờ chúng ta sẽ đến thăm một căn phòng, các em hãy quan sát và cho cô biết các em thấy gì nhé! À, trên bàn có dĩa lê, lê ăn có vị ngọt, giòn. Có ghế để cho ba ngồi, có xe đạp để di chuyển, có kệ để đựng sách. Có bé và ông đang chơi trò xếp hình. Ở góc phòng có cây khế đang ra quả. Có chị gái đang vẽ một con ghẹ. Ngoài các đồ vật mà chúng ta vừa kể tên thì các em thấy ông và bà nhìn các cháu bằng ánh mắt đầy yêu thương đúng không các em? Như vậy chúng ta phải đối xử với ông bà như thế nào? À, chúng ta phải biết kính trọng, lễ phép, yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho ông bà của mình các em nhé. Bây giờ các em cho cô biết trong các tiếng xe, bé, vẽ, ghẹ đều có âm gì chung? À, trong các tiếng xe, bé, vẽ, ghẹ đều có chung âm e. Còn các tiếng lê, ghế, xếp, khế, kệ đều có âm gì giống nhau? À, các tiếng lê, ghế, xếp, khế, kệ đều có âm ê giống nhau. Âm e và âm ê là hai âm cô hướng dẫn ngày hôm nay cho các em học đấy. Chúng mình cùng cô luyện đọc hai âm mới e, ê nhé. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em âm e. Đây là chữ e in thường. Đây là chữ e viết thường. Đây là chữ e in hoa. Đây là chữ e viết hoa. Bây giờ cô sẽ đọc âm e, các em hãy lắng nghe nhé. E, e, e. Các em hãy cùng đọc to và rõ ràng theo cô nhé. E. Tốt lắm. Một lần nữa nhé. E. Một lần nữa nào. E. Các em đọc tốt lắm ha. Tiếp tục. Đây là chữ E in thường. Đây là chữ E viết thường. Đây là chữ E in hoa. Đây là chữ E viết hoa. Các em lắng nghe cô đọc âm E nhé. E, E, E. Các em hãy cùng đọc to rõ ràng theo cô nhé. E. Một lần nữa. E. Các em đọc tốt lắm. Một lần nữa nhé. E. Nào chúng ta sẽ chuyển sang đánh vần và đọc trơn những tiếng có chứa âm e, âm ê nhé. Các em có thể quan sát trên màn hình hoặc là chúng ta quan sát trong sách giáo khoa trang 26. Các em cho cô biết đây là ai? À, đây là một em bé. Cô có tiếng bé. Tiếng bé có chứa âm e ta vừa học. Bạn nào giúp cô phân tích tiếng bé? À, tiếng bé thì có âm bờ đứng trước, âm e đứng sau. Thành sắc trên đầu âm e. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em đánh vần và đọc trơn tiếng bé nhé. Bờ e bê sắc bé, bé. Các em cùng luyện đọc theo cô nhé. Bờ e bê sắc bé, bé. Tốt lắm, cùng đọc một lần nữa nhé. Bờ e bê sắc bé, bé. Cô khen các em nhé. Các
Kem hãy quan sát tiếp và cho cô biết. Bà đang làm gì đây? À đúng rồi, bà đang bế một em bé. Cô có tiếng bế. Tiếng bế có chứa âm ê ta vừa học. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích tiếng bế nhé. Tiếng bế có âm bờ đứng trước, âm ê đứng sau. Thành sắc trên đầu âm ê. Cô sẽ hướng dẫn cho các em đánh vần và đọc trơn tiếng bế. Các em hãy lắng nghe thật kỹ nhé. Bờ ê bê sắc bể bể. Nào cùng đọc theo cô nhé. Bờ ê bê sắc bể bể. Tốt lắm. Cùng đọc theo cô một lần nữa nhé. Bờ ê bê sắc bể bể. Thêm một lần nữa nhé. Bờ ê bê sắc bể bể. Các em đọc tốt lắm. Ngoài các tiếng bé, bế thì trong cuộc sống của chúng ta còn rất nhiều tiếng có chứa âm e, âm ê ta vừa học. Nào, bây giờ chúng ta cùng cô luyện đọc thêm các tiếng có chứa âm e, âm ê khác nhé. Đây là một bạn nhỏ đang vẽ tranh đúng không các em? Cô có tiếng vẽ. Nào, cùng đọc theo cô nhé. Vẽ. Một lần nữa nhé. Vẽ. Trong tiếng vẽ có chứa âm e ta vừa học. Tiếp theo, cô đố các em đây là gì nào? Đúng rồi, đây là một vé xem ca nhạc. Chúng ta thường sử dụng vé để xem một biểu diễn nào đó, đúng không? Cô có tiếng vé. Tiếng vé cũng chứa âm e ta vừa học. Các em đọc theo cô nhé. Vé. Giỏi lắm, một lần nữa nhé. Vé. À, đây là người đàn ông. Đang làm gì vậy các em? Đúng rồi, người đàn ông đang bê một cái hộp. Cô có tiếng bê. Tiếng bê có chứa âm ê ta vừa học. Các em cùng đọc theo cô nhé. Bê. Một lần nữa nhé. Bê. Các em đọc tốt lắm. Các em nhớ luyện đọc thường xuyên nhé. Nào, chúng ta cùng tiếp tục nhé. Các em quan sát và thấy. À, đây là một người bà. Người bà đang làm gì vậy các em? Đúng rồi, người bà đang bế một em bé. Và bà rất là thương cháu của mình, đúng không nào? Cô có câu sau. Bà bế bé. Các em cùng đọc theo cô nhé. Bà bế bé. Trong tiếng bế có chứa âm ê ta vừa học. Trong tiếng bé có chứa âm e ta vừa học. Các em cùng đọc theo cô một lần nữa nhé. Bà bế bé. Các em về nhà chúng ta nhớ luyện đọc thêm nhiều lần để chúng ta đọc trơn tốt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn qua bài hát. Khi viết bài ta phải ngồi ngay ngắn nhé. Các em có thể vỗ tay theo nhạc nhé. Khi viết bài ta phải ngồi ngay ngắn. Vừa sai tư thế cái đồng hồ xấu ghê. Khi viết bài ta phải ngồi thẳng tắp. Chỉ đều răm rạp sạch đẹp xinh tươi. Khi viết bài ta phải ngồi khơm khô. Vừa sai bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ e. Ê, bé, bế và số 9. Các em hãy lấy bảng con, vở ô ly để tập viết cùng cô nhé. Okay. Đây là chữ e. Chữ e cao 2 ô ly, rộng 1 ly rưỡi. Bây giờ các em hãy quan sát cách viết nhé. Ta đặt bút trên đường kẻ 1 một chút. Rồi viết nét không phải. Tới đường kẻ số 3, chuyển hướng, viết tiếp nét không trái.
tạo vòng khuyết ở đầu chữ. Sau đó ta dừng bút giữa đường kẻ số 1 và đường kẻ số 2. Các em lưu ý, vòng khuyết không được to quá hoặc nhỏ quá nhé. Bây giờ ta sẽ viết chữ bé. Chữ bé gồm con chữ B đứng trước, chữ con chữ E đứng sau, dấu sắc trên đầu con chữ E. Chữ B cao 5 ô ly và chữ E cao 2 ô ly. Các em quan sát cách viết nhé. Ta đặt bút trên đường kẻ số 2, viết con chữ B cao 5 ô ly. Rê bút viết con chữ E cao 2 ô ly. Ta viết dấu sắc trên đầu con chữ E. Bây giờ chúng ta sẽ viết sang chữ E. Đây là con chữ E. Em nào cho cô biết chữ E cao mấy ô ly và rộng mấy ô ly? À, chữ E cao 2 ô ly, rộng 1 ly rưỡi. Cách viết, các em quan sát nhé. Đặt bút trên đường kẻ 1 một chút, viết nét cong phải tới đường kẻ 3, rồi chuyển hướng viết tiếp nét cong trái, tạo thành vòng khuyết ở đầu chữ. Dừng bút ở khoảng giữa đường kẻ số 1 và đường kẻ 2. Nét 2, nét thẳng xiên ngắn. Từ điểm dừng bút của nét 1, li bút lên viết nét thẳng xiên ngắn trái. Nét 3, nối với nét 2 xuống viết nét thẳng xiên ngắn phải, tạo dấu mũ trên đầu chữ E vào khoảng giữa đường kẻ số 3 và đường kẻ số 4. Bây giờ, ta sẽ tiếp tục qua con chữ B nhé. Các em quan sát và hãy nói cho cô biết cách viết chữ B. À, đúng rồi. Chữ B gồm có con chữ B đứng trước, con chữ E đứng sau, dấu sắc trên đầu con chữ E. Các em quan sát cách viết. Đặt bút trên đường kẻ số 2, ta viết con chữ B cao 5 ô ly. Rê bút viết con chữ E cao 2 ô ly. Viết dấu sắc trên đầu con chữ E là ta được chữ B. Bây giờ cô đố các em, đây là số mấy? À, đúng rồi, đây là số 9. Số 9 cao 2 ô ly, rộng 1 ly ô ly. Các em quan sát cách viết số 9. Ta sẽ đặt bút tại đường kẻ số 3, viết nét cong kính. Rê bút, viết nét móc ngược trái. Vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em cách viết chữ E, E, bé, bế và số 9. Các em nhớ chúng ta viết vào vở tập viết trang số 10 nhé. Hôm nay các em học rất là tốt, cô có món quà dành tặng cho các em. Các em hãy quan sát và nói cho bố mẹ của mình nghe về hộp quà. Đó là cái gì? Màu sắc và hình dáng như thế nào? Em có thích món quà đó hay không nhé? Hôm nay các em đã được học chữ Ame. Âm E. Các em về nhà chúng ta luyện đọc thường xuyên nhé. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô mến chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em trong các tiết học tiếp theo nhé.